Mẹ vừa đưa các bạn đi ra ngoài chơi về một vòng hả? Vừa về đến nhà ai? Ai mà hiểu chuyện như thế này hả? Ai? Là Xéo Xéo à? Xéo Xéo có nên phạt con không nhỉ? Hả? Hả? Gia Bảo đi đâu à? Hả? Gia Bảo con cái này là nhanh nhất đúng không? Đánh Xéo Xéo làm Xéo Xéo sợ chạy rồi kìa. Ấy em bảo lại làm gì nữa. Ấy dô cha giỏi thế trời. Để mẹ lấy cái này hút đúng không. Ý, giỏi quá. Cả nhà ơi, cái này là giấy thấm nước tiểu ha. Cái giấy này thấm mà nhỏ quá thì mình bỏ 2 tờ ha. Thấm cái này là nó hút khô hết nước tiểu, nó hút luôn cả mùi nha cả nhà ha. Cả nhà cũng có thể là dùng cái chai này xịt cũng được ha. Nếu không dùng giấy thì dùng cái chai này xịt thay cũng được cả nhà ha, cũng hết mùi ha. Đó, xịt các bạn lên đây rồi cũng có thể lau nhà cả nhà ha. Chai này 500.